đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Nam em Bạch Công Khanh chăm sóc nhau đầy tình tứ khi tập nhạc khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên. Nam em Bạch Công Khanh luôn dành cho nhau những cử chỉ tình bể bình trên sân khấu cho đến khi tập luyện. Thời gian gần đây, cặp đôi nam em Bạch Công Khanh là một trong những couple được người hâm mộ nhiệt tình đẩy thuyền nhất nhì làng giải trí. Bởi không chỉ kết hợp ăn ý cùng nhau trên các sân khấu âm nhạc, tương tác với nhau đầy duyên dáng, mà cả hai cũng nhận được nhiều lời khen từ công chúng vì quá đẹp đôi mỗi khi đứng cạnh nhau. Mới đây, cộng đồng mạng lại tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc cả hai cùng nhau tập nhạc cho một đêm diễn chung. Đáng chú ý, khoảnh khắc Bạch Công Khanh liên tục có những hành động chăm sóc dành cho nam em như giúp cô nàng chỉnh lại in-ear monitor hay không ngừng đưa mắt sang nhìn nam em đầy quan tâm. Nam em cũng khiến cộng đồng mạng quán quéo khi có những hành động quan tâm ngược lại dành cho người bạn của mình. Cụ thể, khi nhìn thấy Bạch Công Khanh đang loay hoay tìm IEM, thì nam em đã chủ động để headphone lên người nam ca sĩ đầy ân cần. Với những hành động và cử chỉ đầy ngọt ngào thế này trong lúc tập nhạc, phải chăng cả hai tình trong như đã, mặt ngoài còn e, như nhiều lời đồng đoán từ dân mạng bấy lâu. Bên dưới đoạn clip, cư dân mạng đã không ngừng dành lời khen cho sự quan tâm của cả hai dành cho nhau. Với tần suất xuất hiện cùng nhau ngày một dày đặc như thế này, khán giả hiện đang rất mong chờ nam em và Bạch Công Khanh sẽ sớm có một sản phẩm âm nhạc chính thức cùng nhau, hơn là những bản cover cùng nhau trên sân khấu. Những đồn đoán về việc Bạch Công Khanh và nam em có tình cảm với nhau không phải mới đây khi hát cùng nhau, mà trước đó, sau khi đóng chung phim Nhà Không Bán, nam em Bạch Công Khanh đã liên tục dành cho nhau những cử chỉ, hành động đầy thân thiết. Không chỉ quay cùng nhau MV New You With You, mà khi đi cine tour, thì nam em và Bạch Công Khanh cũng đều để lộ biểu hiện luôn kè kè bên cạnh nhau, chẳng rời nửa bước. Chính điều này khiến cho những đồn thổi về tình cảm dấy lên liên tục. Đừng quên theo dõi tin tức showbiz để cập nhật những thông tin mới nhất về nam em nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.